thánh điện. Khi chuông chùa giờ đêm tiếng công phu, tín nữ ơi nguyên do nào người muốn đi tu? Vui kinh kệ và quen mùi khổ hạnh. Nhưng tín nữ đi tu làm sao cho thành chính quả, bởi làn phấn son môi còn in rõ trên đôi má vàng phong trần. Người đã giác ngộ hay vẫn dương vẫn nở trần? Người đi tu vì chán mùi chúng định và cảm thấy cuộc đời là hổ thăm gần sâu, hay là vì một phút giận hờn ghen tức khổ đau, tính nữ mi toan mượn cửa am thiền để chôn lấp mạch sầu thương và phôi pha nỗi niềm đau khổ? Lòng giá còn nặng nở ân ai, đây là cửa am thiền vẫn mở rộng cho người đời chuông mỏ công phu. Vào chốn này không khó, nhưng khó giữ cho bền tâm trí của một người tu. Một tâm sự trái ngang, một đoạn đời bi thảm. Tín nữ ơi, người ta thường bảo rằng thời gian là liều thuốc quý, vậy tín nữ hãy trở về đi, hãy ráng phấn đấu để vượt qua bao nhiêu trở lực, vì có sống trong gian khổ thì ta mới tìm ra được lẽ sống của con người. Nam mô A Di Đà Phật. Tóc chưa bạc đừng ngăn dòng nhiệt, người còn xuống đừng tính việc đi tu.
dấu đời người tỷ như cánh phù du. Nhưng còn sống ta vẫn còn thanh đâu. Sở dĩ bần tăng đi tu đây là vì 30 năm sương gió khỏi trần ai đã lỡ vợ mộng công ma hầu. Một kiếp phù sinh đã trắng nửa mấy đầu, trước khi bước chân vào nơi Phật tử, bần tăng cảm thấy mình là một chiếc lá vàng rơi. Tuổi thanh xuân không còn vì một lão già, tóc bạc khăn nông mắt mờ tay yếu. Thôi thì mượn lời kinh tiếng kể để có ngăn chia đôi ngã đạo và đời. Còn như tín nữ đây vốn người tuổi trẻ, cái đôi mươi đang giữa độ xuân thời. Đừng vì một chút buồn đau mà chán nản sự đời. Đâu có phải làm chuỗi bồ đề niệm kinh sám hối là dứt được dòng trần lụy thế gian. Còn mặc chiếc áo nâu hồng là còn mang ơn người đã dệt từng tấc dài. Còn đỡ lòng bằng bữa cơm dư muối là còn nợ bác nông phu tay lắm chân buồn. Nam mô A Di Đà Phật. Đã có câu sắc tức thì không, không tức thì sắc, và cũng có câu tâm tức Phật, Phật tức tâm. Tín nữ trước hay lo tu thân, rồi sao sẽ lo tu tiên tu Phật. Còn như muốn nếm mùi khổ hạnh thì 50-60 năm nữa, khi mắt đã mờ không còn nhìn rõ vạn vật muôn màu, tay đã lãng không còn nghe chuyện thị phi thiên hạ, lợi đã tê gì tân khổ, không còn thiết nếm những mùi mỹ vị cao lớn. Chừng ấy tín nữ đến đây quy thi pháp để có gửi thân dưới bóng Phật đài. Tín nữ nên biết rằng cửa thiền chỉ rộng mở cho những ai không bận dòng trần lụy, bởi có câu tu đâu chẳng bằng tu nhà, thờ cha kính mẹ hơn là